Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay đang trường phí sinh lên sóng cho bác một số mẫu cần trung cao của Shimano nhé. Các mẫu mới tại thị trường hiện nay các bác nhé. Đây toàn bộ trước mắt các bác đây đều là hàng mới nhé. Hiện tại em đang có mẫu Ultega XTD 5500, Ultega XSD 5500, Ultega XTC 5500 C4 và Bun EC 9120 nhé. Thì bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé. Cam kết với các bác là hàng đảm bảo chính hãng 100%. Đấy, hàng mới nguyên đai nguyên hộp có nhá, nguyên đai nguyên hộp nguyên kiện luôn. Đấy, bác nào cần thì alo em nhé. Đây là các mẫu đều dành cho các bác câu lục, câu lục và câu biển săn hàng. Thì mẫu đầu tiên em có mẫu đó là mẫu Ultega XTC 5500 nhé, C4 cộng, giá 5 triệu anh, giá 5 triệu. Về thông số kỹ thuật đây, 5.3/1 trọng tải mắc là 15 kg, trọng lượng là 440 g, 5+1 6 bạc đạn, 5 bạc chuyển động và 1 bạc chống trượt. Đấy. Tốc độ dây là 105 cm, cước 0.30 vào được 390 m, 0.35 vào được 290 m và 0.40 vào được 210 m. Mẫu này thì là mẫu hai cối các bác nhé, mẫu hai cối. Đây, đây là phụ kiện đi kèm của một con máy này, đó đệm nô này, giấy này, giấy của Shimano này, một cái bản chi tiết các bộ phận của máy này, một túi lông đen này, và bên trong là một lô máy phụ đi kèm. Đây, một lô máy phụ đi kèm này các bạn. Tất cần tật của một con máy mới là như vậy. Về máy này, đây trên tay em là con Ultega C4+ XTC 5500, sản xuất tại Malaysia. Con này 5500 thì tương đương size từ 8 cho đến khoảng 8 đến 9.000, khoảng 6 khoảng 7 đến 9.000 trong khoảng đấy các bác nhá. Đấy. Đây các bác này. Tính là 10.000 cũng được vì form của nó không quá to, form của những dòng này nó thu lại khá là gọn anh em ạ. Đây, thu lại khá là gọn luôn. Đấy, cho các bác nào thích nhẹ nhàng, tình cảm đấy, mà vẫn trâu bò khỏe mượt, tua nhanh. Đấy. Thì trên máy cũng tích hợp chức năng xả nhanh nhé, cũng tích hợp chức năng xả nhanh này. Đây này. Đấy. Đây này. Dax Tenos này. Đây này. Cũng tích hợp chức năng xả nhanh nhé. Đấy. Về thiết kế của máy thì màu chủ đạo là màu đen nhé.
Đây màu đen bóng em ơi, màu đen bóng. Đấy. Vẫn để chế độ khóa 2 chiều. Đấy, vẫn còn chế độ khóa 2 chiều này. Sản xuất ở nhà máy Shimano đặt ở Malaysia nhé. Tay quay thì bằng kim loại cũng phủ đen hết, sơn đen hết các bác nhé. Để đồng bộ con máy. Một vài chi tiết là màu trắng kim loại thôi. Đây có một vài đường viền thôi. Đấy, một vài đường viền. Đấy, còn lại là chủ đạo là màu đen. Chủ đạo màu đen mới nhé. Đấy, máy thì êm mượt. Các bác không phải lăn tăn. Đấy. À, dòng này là dòng tay quay xoáy nhé. Tay quay xoáy. Đấy, dòng tay quay xoáy này các bác này. Dòng tay quay xoáy này. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu này thì alo em nhé. Đấy là mẫu đầu tiên này. Sang mẫu tiếp theo nhé. Mẫu tiếp theo là em có mẫu Bunesi 9120. Giá 5 triệu 6 nhé. Giá 5 triệu 6. Đây về thông số kỹ thuật đây. 3.5/1. Tải mắc là 20 kg. Siêu châu bò đúng không anh nhé. Tại sao dòng Bunesi này nó gọi là dòng siêu châu bò thế. Con này thì áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất của Daiwa như công nghệ X-Ship này. Đấy. Đấy, trọng lượng là 540 g, cũng 6 bạc đạn, 5 bạc chuyển động, 1 bạc trúng trượt. Đấy. Tốc độ dây là 84 cm. Thông số vào dây đây. Đấy, dòng này là dòng siêu châu bò luôn. Đấy. Con này sản xuất tại nội địa nhé. Đấy, bun thì là trừ 508 không ra thì còn lại tất cả các mẫu của nó đều sản xuất tại đâu địa Made in Japan này. Đây. Đập hộp nhé, hàng mới. Đây hàng mới thì bao gồm có một cái bao đựng cần này, à quên, một cái bao đựng máy, tôi nhầm này, của Shimano nhé, này, Shimano này. Một cái bao lô này và một cái này gì, cái này gọi là cái chấm ghi chấm chấm sai chấm cước à, sai chấm cước này, từ 0,8 cho đến 2 chấm này, chấm dù chấm cước này, 0,6 này. Chúng ta vừa xem cái thông số rồi, bây giờ xem chi tiết con máy này. Dòng bun này thì anh em chơi thì không phải nghĩ rồi. Đấy, bun thì đình đám về, nổi tiếng về châu bò. Đấy, sản xuất tại Made in Japan này nhé, Made in Japan Bunesi. Đấy, hàng mới cứng luôn. Đấy, về thiết kế thì màu xanh nhũ. Đấy, màu xanh nhũ này, màu xanh xanh tím nhũ này. Đấy, đi với lại tông màu vàng ở cối này và màu trắng bạc ở cái thanh chống rối này. Đấy. Các chế độ như khóa 2 chiều vẫn tích hợp đầy đủ. Và trên những dòng máy mà tầm gọi là trung và cao của C ấy, thì đều tích hợp chức năng xả nhanh nhé. Ở đây các bạn này. Xả nhanh này. Đấy. Đấy. Nhích ra cái này. Lô bắt đầu quay rồi. Đây này. Đều tích hợp xả nhanh nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu này thì alo cho em nhé. Giá 5 triệu 6 nhé. Hàng mới nguyên hộp. Đấy, nội địa luôn. Tiếp tục chúng ta có mẫu tiếp theo nhé. À đây. Quay cho bác cái không này. Để em không test máy đây. Đấy, máy mới nhá. Rất là êm mượt. Tay quay thì cũng là tay quay xoáy anh em nhé. Đây tay quay xoáy này. Đấy. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo cho em mẫu này. Tiếp đến này, em có mẫu tiếp theo này. Tiếp đến này, em có mẫu Untega 5500 XTD nhé. Đây. 5500 XTD.
giá là 3,6 triệu nhé anh, giá 3,6 triệu. Untega 5500 XTD giá 3,6 triệu nhé, giá 3,6 triệu. Về thông số kỹ thuật này 5.3/1, tải mắc là 15 kg, trọng lượng là 490 g. Con này thì là một SRA cộng 3 cộng 1. Đấy, con này là một SRA này, một con này cũng 4-5 mặc đạn, nhưng mà đây này, con này cũng 5 hay là 4 bạc đạn, thì em xem nào. Chính xác nó mấy bạc? À, con này 5 bạc quá nhá. Một bạc là một bạc SRA này. Đấy, chống bó này, một bạc 3 bạc chuyển động này và một bạc chống trượt này. Đấy. Tốc độ dây là 105 cm. Đấy, thông số của nó đây. Và dòng XTD này cũng là dòng hai lô quá nhá, đấy cũng hai lô. Đấy, dòng nó cũng là dòng hai lô. Đấy, XTD cũng là dòng hai lô quá này. Đấy. XTD cũng là dòng hai lô quá nhá, đây một lô phụ đây. Đấy, cũng có cái ốp đệm lô. Đấy, bằng nhựa này. Đấy, giấy này, nong đen này, đầy đủ nhá. Đấy nhá, về máy này, đây là máy XTD của bác này. Đấy, Untega. Đấy. Đấy, XTD 5500, máy mới nhá. Đấy, máy mới nguyên hộp luôn, hai lô. Đấy, về thiết kế thì nó nhìn nó cũng hao hao như con XTC các bạn. Đấy, tất cả các mẫu máy của C thì thiết kế đều hao hao. Con kia thì nó áp dụng công nghệ C4 cộng, con này áp dụng công nghệ X-Ship nhé. Này, công nghệ X-Ship này, những cái công nghệ X-Ship hay C4 cộng là giúp giảm trọng lượng của máy và tăng độ bền cho máy. Đấy, tăng độ bền cho máy nhé. Đấy, đều nó đã áp dụng công nghệ xả nhanh nhá. Đều trên những dòng máy của C đều áp dụng công nghệ xả nhanh. Tuy nhiên là không phải xả mắc đắc, mắc đắc là xả lập tức. Còn cái này thì nó xả nhanh, nó xả nô ra từ từ này con này. Đấy. Chứ không xả lập tức như là trên một số dòng của Daiwa. Đấy. Thì nó xả lập tức luôn, mở phát nó xả ngay lập tức. Xả mầm luôn. Đấy, bạn nào cầu mẫu đấy alo cho em nhé. Còn cuối cùng là em có mẫu Untega XSD 5500 nhé. Untega XSD 5500 này, giá cũng là 3,6 triệu nhé, giá 3,6 triệu. Dòng này cũng là dòng hai lô nhé. Đây, cũng có cái đệm lô bằng nhựa này. Cũng có một lô phụ đi kèm này, giấy tờ và nong đen này. Đấy, đầy đủ lên các bác nhé. Về thông số kỹ thuật đây. Đấy, 5.3/1. Tải mắc là 15 kg, trọng lượng là 490 g. Cũng giống như con XTD thôi. Đấy, thông số kỹ thuật không khác gì con XTD cả. Màu nó khác thôi các bạn. Đấy, về màu sắc đây, con này thì là màu trắng bạc kết hợp với lại màu màu đen này, màu đen chủ yếu là màu chủ động là màu trắng bạc này. Đấy, màu trắng bạc, màu trắng nhũ này, màu trắng nhũ này kết hợp với lại màu đen này, một số họa tiết màu đen này. Đấy, tay quay của con này với con XTD là tay quay xoáy ốc nhé, tay quay xoáy ốc. Đấy, tay quay xoáy ốc. Hai mẫu này đều sản xuất tại nhà máy Malaysia hết nhé. Đấy, đều sản xuất tại nhà máy Shimano đặt ở Malaysia nhé. Đấy, đồng giá 3,6 triệu máy. Bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo em nhé.
Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé, số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé. Hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy, bác nào cần mẫu nào thì cứ alo cho em. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhé.